Wow, chị Mia xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chị Mia ngày hôm nay nha. Và bức tranh ngày hôm nay của chúng ta sẽ là hình một cái tàu lửa này các bạn. Để chị xem. Wow, đây là bức tranh số 382 nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm bức tranh này các bạn nha. Sẽ bức tranh này nhá. Tranh này là tranh thứ hai nha các bạn. Chúng ta sẽ có một cái bụi trở lại kèm theo này. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là vẽ cái slam ra nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ dán lên tranh các bạn nhé. Các bạn có thể thoải mái sáng tạo theo cái sở thích của mình các bạn nhé. Và không cần phải theo cái hình mẫu nào đâu. Bây giờ thì chị Mia sẽ bắt đầu làm nhé. Cái tranh slam thì cũng rất là đơn giản nhé các bạn. Tranh này thì nó không hề dính tay đâu. Chị sẽ bóc thử cho các bạn xem nhé. Chưa đều ấy nên là khi mà bóc ra các bạn nhớ là trộn đều mới đi nhá. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ gắn vào bức tranh của chúng ta các bạn nha. Đó. Sẽ làm tiếp cái bánh thứ hai, nó không hề bẩn tay đâu các bạn. Các bạn thấy không? Nhìn thấy chị làm này, rất là sạch sẽ các bạn nha. Nhưng chúng ta chơi tranh ấy thì nó lại còn kích thích não bộ của chúng ta phát triển này. Rèn luyện tính kiên nhẫn và sáng tạo cho chúng ta này. Thế thì các bạn có thấy tuyệt vời không nào? Rất là tuyệt vời đúng không? Chị Mia thì rất là thích chơi tranh. Nhưng lúc mà mệt mỏi căng thẳng ấy thì chị sẽ lấy một bức tranh ra để ngồi chơi, để giải tỏa những cái căng thẳng của mình đang gặp phải các bạn ạ. Đây là cách mà giải tỏa stress nhé. Hoặc là các bạn có thể nghe một bản nhạc, nghe một bản nhạc này. Và chúng ta sẽ đi tìm một cái góc khuất nào đấy thì chúng ta có thể chuyện này. Chúng ta sẽ trộn nhào lại một chút nhé để cho cái keo nó giảm đều ra với phần sầu lan các bạn nhé. Cái sầu lan nó giảm đều ra với cái bọt sốt đấy. Chúng ta khi mà khói nào thì nó sẽ dính nhé. Chơi tranh sờ lan này rất là an toàn nha các bạn, mà lại vô cùng là sạch sẽ nha các bạn. Các bạn những cái lúc mà mệt mỏi căng thẳng thì các bạn hãy cho mình một bức tranh sờ lan để chơi các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn chỉ cần lưu ý khi mà lấy tranh sờ lan ra thì chúng ta sẽ trộn, chúng ta sẽ đảo lại một chút nhé. Sẽ làm và cho một chút nó gắn vào với nhau nha. Màu vàng rất là sạch sẽ nha các bạn. Chúng ta cũng an toàn, cực kỳ an toàn nha các bạn.
là bức tranh của chúng ta đã hoàn thành rồi này các bạn. Các bạn có thấy chưa, xin chào bạn. Rất là thú vị không? Nào mà muốn mua tranh thì hãy gọi được vào số hotline của chị nhé, 086 993 1005, và truy cập vào đường link Shopee chị đã để trên bài của chị các bạn nhé. Các bạn hãy đừng quên like, share và đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của chị các bạn nhé. Bây giờ thì chị Nga xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của chị các bạn nhé. Xin chào.